Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. लिखोना शब्द बहता वक्त बाकी व्याकरण है सख्त मेरा तख्त है मेरा तख्त है ये आमरण वो आगमन या हो भ्रमण परिक्रमा हजार है चार है क्या चांद उसके पास जो मिसाल है सवाल है ना है जवाब ये ख्याल से नवाब है. Hôm nay Bi sẽ hướng dẫn tất cả bạn vũ đạo của ca khúc Savage của Aespa nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng học ngay thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ để hai tay như thế này. Nhớ là hạ người xuống nha. Rồi mình sẽ làm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì mỗi lần làm như vậy là mình sẽ để cái tay quắt như thế này. Nó có cái chữ give me thì mình sẽ kéo theo ha. 2, give me now, give me now. Sau đó chúng ta sẽ chạy lùi về và ngã phần lưng lên. 2, 2, 2 là mình bật cái lưng lên, ok, để ở đây ha, rồi chạy về, two two two, rồi sau đó mình sẽ lặp lại một lần nữa, give me now, give, rồi ở lần này thì mình sẽ làm hai lần thôi, sau đó mình sẽ làm động tác hất lên, and, cái tay mình sẽ để như thế này và đầu, sau đó mình sẽ bấm hai cái phần ngón cái, savage, còn phần chân mình sẽ nhón lên như thế này, savage. Ok, mình đếm lại nha. 2, đi. Give me now. Give me now. 2, 2, 2. Give me now. Give me. Tùm tùm savage. Ok. Sau khi mọi người làm xong phần savage xong, mình sẽ làm lại một lần đó nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 2. Cũng y như vậy ha. Nhưng mà động tác tiếp theo sẽ khác hơn một chút. Là mình sẽ đấm cái tay xuống như thế này và phần hông của mình sẽ là đánh vòng 3 lần. Lần thứ 3 mình sẽ quát cái tay. Ok, mình thử nha. 1 em 2 em 3. Sau đó chúng ta sẽ làm lại cái động tác lúc nãy. Tình tinh xè vết. Ok. 5 6 7 đi. 1 em 2 em 3. Sau khi mọi người làm xong phần thứ 2 rồi thì mình sẽ đặt xuống và T-T-T-T-Hup. Give me now. Phần vai mình sẽ đánh lên 4 lần và nó sẽ xéo qua như thế này ha. Give me hup. Give me. Rồi, phần này mình sẽ không hất nữa mà mình ập xuống bên đây. Ok, mình nhớ lại. 2, beat. Give me now. Give me up. Rồi, mình sẽ lắc cái đầu. Hoặc là tùy mọi người ha, thì cùng lúc đó mình sẽ đưa cái chân lên đang dậy. Ok, nếu mà mọi người chưa biết làm cái phần đầu này á thì Bin đã có một video hướng dẫn rồi, mình sẽ để ở đây nha. Ok, sau khi mọi người làm phần đầu này xong, mình sẽ đưa tay ra ngửa and nhảy, là mình sẽ ập cái tay xuống. Rồi, phần chân mình sẽ bước, chỉ cần nhảy ngay chỗ số 3. 1 2 3. Ok, và mình chéo and chéo and chéo 3 lần. Phần tay nhớ là xéo, phần chân mình sẽ bẻ vào. Ok, 2 đi. Chéo and chéo and chéo. Rồi sau đó mình sẽ đặt chân ra đằng sau là chỉ. Phần tay chống nạnh, phần chân khuỵu, tay bên trái mình sẽ chỉ. Và mình xoay phần vai và phần hông cùng một lúc. Kèm theo lúc đó mình sẽ lùi. Ok, đi làm thử nha. 2, đi, and touch, and touch. Rồi sau đó mọi người sẽ nhảy ra. Ok, mình sẽ đếm lại một lần lại đó nha. 5, 6, 7, đi. And, chung chung chắc. Phung 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 phung. Phung phung chích. Hắc chật chắc. Phung. Ok, sau đó mọi người sẽ đánh vai giống như cái động tác của lúc nãy, nhưng mà làm ở lần thứ 2 á. Tức là cái lần mà xuống đây nè. Chì đi chì đi chích. Chì đi. Ok. Rồi, thì sau khi mọi người đánh đây, chin chin cha, rồi mình sẽ làm cái phần vai đó nha. Chi đi. Rồi, tới đây động tác cuối cùng mình sẽ làm tay and tay, mình sẽ làm từng tay nha. 1 and 2, sau đó là hai tay. 3 and 4 and 5. Vuốt lên một cái. Ok, rồi mình đếm lại. Cái phần này thì mọi người sẽ xem, mỗi người sẽ có cái đội hình khác nhau, cho nên là có người sẽ làm hướng bên đây và có người sẽ làm hướng bên đây ha. Mọi người sẽ xem cái MV mà chọn cho mình một cái
hướng thích hợp nha. Rồi, ok, tay nè, 2, đi. Tick and tick and tick and tick, 2, 2. Ok, ok, bây giờ mình sẽ đếm chậm từ đầu cho tới đây. Sau đó chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chừng chừng chắc. 1, 2, 3, 4, thấp and phát chắc. Chừng chừng lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chặt tay xuống. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 và 2 và hấp. 1 và 2 và dừng. Chừng 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 bừng. Ít, ít. 1, 2, 3, quay and dừng. Vai, vai, hít. 2, 2, 2, 2, ít. 2, 2, 2, 2. And hít, and hít, and 2, 2, 2. Kéo. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép thử cái tốc độ chậm nha. Ok. 5, 6, 7, 8. Give me, give me now. Give me, give me now. Tay lên chân. Chặt xuống nè. Vai và chặt, vai và vai và nhảy, vai và vai và dừng. Ok. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc Savage rồi. Thì mình rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn yêu cầu Bin làm bài hát nào mới thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.